Xin chào các bạn, quay trở lại chương trình Mỗi ngày một sản phẩm của Thế giới máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về sản phẩm máy phun khói cầm tay BK150 nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Bây giờ chúng tôi sẽ tháo thùng cho các bạn xem máy gồm những phụ kiện nào đi theo. Đây là dây đeo nha các bạn. Và đây là cây để thông nòng vệ sinh máy khi sử dụng. Và bu đài và nguyên liệu. Đây là bộ phụ kiện sơ cua đi theo máy. Và bao gồm một cục sạc. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về máy và nguyên lý hoạt động. Máy được sử dụng bình nguyên liệu bằng inox 304 và bình đựng xăng inox 304. Tay cầm rất là chắc chắn. Thân máy và hệ thống tản nhiệt được làm bằng tôn tản nhiệt rất bền. Đây là nắp mở để châm nguyên liệu. Bình xăng 1,8 lít. Đây là nắp mở để châm dung môi và thuốc xịt vi khuẩn và côn trùng bằng đồng rất chắc chắn. Tiếp theo là van để cho dung môi và dung dịch đi ra. Đây là đường xăng nên và bộ chế hòa khí. Trọng lượng của máy khoảng 11 kg, rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Mặt bên này là có thông số của máy và ghi xuất xứ rõ ràng Made in Korea nha các bạn. Đây là công tắc để đề máy. Chúng ta chỉ ấn nhẹ vào khoảng 5 đến 7 giây là máy sẽ khởi động nổ. Ở bên trong là bình ắc quy để đề máy. Khi chúng ta đề máy lên thì máy nổ, chúng ta mở van để cho dung môi ra để sử dụng. Khi nào mà chúng ta tắt máy thì sẽ khóa cái van dung môi đó lại. Sau khi để máy đốt hết những cái dung môi thừa trong đường khí thì chúng ta sẽ tắt máy. Vâng, và bây giờ thầy dưới máy sẽ mang máy ra test trực tiếp ở ngoài môi trường thực tế cho các bạn xem. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.